TDI, chuẩn xác công năng, nâng tầm giá trị. Xin kính chào quý vị đã đến với chương trình Không gian cộng, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần trên kênh thông tin Invest TV. Tuần trước, chúng tôi đã đưa quý vị đi khám phá những công trình nổi bật trong nước cũng như thế giới và trải nghiệm không gian nhà phố sang trọng và hiện đại. Và trong tuần này có những thông tin gì đáng chú ý và không thể bỏ qua, mời quý vị cùng theo dõi. Triều Tiên với những công trình kiến trúc đặc biệt. Thủ đô lung linh về đêm với hình ảnh cây cầu vượt trăm tỷ. Chiêm ngưỡng lâu đài Giáp Vàng của Đại gia Ninh Bình. Bát Tràng Hậu ấn tượng giữa làng nghề truyền thống. Mộc mạc thiết kế nhà hàng tre tại Sơn La. Trải nghiệm mẫu căn hộ chung cư với thiết kế điển hình. Thay đổi để phù hợp thiết kế nội thất thời Covid. Thưa quý vị, Triều Tiên là một trong số ít những quốc gia gần như hoàn toàn đóng cửa với phần còn lại của thế giới. Người ta biết rất ít về cuộc sống hàng ngày của người dân nơi đây. Nhưng đối với một quốc gia có quá nhiều sự bí ẩn như vậy, những nỗ lực của họ trong kiến trúc đã thay mặt nói lên được phần nào về nơi này. Thứ nhất, sân vận động mùng 1 tháng 5. Sân vận động mùng 1 tháng 5 Rungrado là một sân vận động đa năng tọa lạc tại đảo Runga, Bình Nhưỡng, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên. Mái vòm vỏ sò của sân có 16 vòm, 8 tầng được sắp xếp trong một vòng và giống như một bông hoa mộc lan. Sân chính trải dài trên 22.500m2 với tổng diện tích sàn hơn 2.007m2. Thứ hai, tòa nhà tổ hợp khoa học công nghệ. Tổ hợp khoa học và công nghệ DPRK hay Tổ hợp khoa học công nghệ là một tòa nhà lớn hình nguyên tử ở Bình Nhưỡng. Trung tâm này phục vụ như một bảo tàng và cơ sở giáo dục cũng như một thư viện điện tử. Thứ ba, khu dân cư Ryomjong. Vào năm 2017, Ryomjong New Town, một cụm thác gồm 5.000 đơn vị cao tới 70 tầng, đã được khánh thành để kỷ niệm sinh nhật lần thứ 105 của Kim Nhật Thành, vị tổng thống vĩnh cửu của Triều Tiên. Việc hoàn thành con phố này đã được đánh giá mạnh hơn 100 đầu đạn hạt nhân, các tòa tháp nổi bật với bảng màu đậm và mang lại cảm giác công nghiệp và đô thị hóa. Thứ tư, tàu điện ngầm Pyongyang. Hệ thống tàu điện ngầm Bình Nhưỡng, đây là một trong những hệ thống tàu điện ngầm sâu nhất thế giới. Kỹ thuật kết cấu của Metro được hoàn thiện bởi Bắc Triều Tiên và cũng từng được dùng làm nơi trú ẩn bom đạn. Dự án nút giao đường vành đai 3 của đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có tổng số vốn hơn 400 tỷ đồng mới đây đã được đưa vào sử dụng. Công trình này được coi là công trình tiêu biểu chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Sau 12 tháng thi công, mặc dù gặp nhiều khó khăn, công tác thi công đảm bảo tuyệt đối an toàn lao động, an toàn giao thông, đảm bảo chất lượng, mỹ quan, dự án có tổng mức đầu tư hơn 402 tỷ đồng, được khởi công vào ngày 6 tháng 1 năm 2020. Công trình được coi là nút giao cơ sở giao thông hiện đại nhất thủ đô hiện nay, với nhiều tầng cầu vượt và không có điểm dừng giao nhau. Nút giao siêu rộng này sáng rực trong đêm, đây là công trình giao thông điểm nhấn khu vực phía đông của Hà Nội. Thay vì đi vào đường nhánh, vòng xa và thường ùn tắc, sau khi được thông xe phương tiện từ nội thành ra cao tốc và ngược lại, phương tiện từ vành đai 3 tiếp cận cao tốc sẽ đi đường thẳng qua nút hoặc cầu vượt để vượt đường cao tốc nối dài đến nút Cổ Linh. Hướng đi cao tốc và đường vành đai 3 luôn thông thoáng do không bị xung đột giao thông. Các đường nét đan xen nhau giữa các tầng lớp của cầu vượt vô cùng đẹp mắt khi đèn đường chiếu sáng về đêm. Cầu vượt đường kết nối tuyến Cổ Linh - Long Biên chui qua đường vành đai 3 để đi vào cao tốc Hải Phòng và ngược lại dài 1,5 km, rộng từ 33 đến 51 m. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm thiểu ùn tắc giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của thành phố Hà Nội. Sở hữu hai công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác và chế biến vật liệu xây dựng, mới đây, chủ sở hữu của tập đoàn xây dựng đã thu hút sự chú ý của cộng đồng với sự lộ diện của khuôn viên tòa nhà lâu đài với diện tích 10.000 m2, bao gồm 6 tầng và tổng chi phí xây dựng lên tới 400 tỷ đồng. Tọa lạc tại huyện Gia Viễn, Ninh Bình, tòa lâu đài Giáp Vàng này được xây dựng từ năm 2016 và được thi công trong vòng 3 năm. Tòa lâu đài được lấy cảm hứng từ nhà thờ Thánh Peter và những công trình ở Vatican ở Italy, kết hợp với một số chi tiết thuần Việt và sở thích của gia chủ. Không gian bên trong trên cùng là mái vòm, dưới cùng là tầng âm. Mái vòm với nhiều chi tiết phức tạp là điểm nhấn nổi bật khi nhìn vào ngôi nhà. Các chi tiết chạm nổi trên trần đều được mạ vàng. Tầng âm được chia thành 3 khu chính, một ga gia chính rộng 700m2 đủ sức chứa khoảng 30 xe, một ga la phụ rộng 500m2 đủ sức chứa khoảng 20 xe, một phòng nghe nhạc rộng khoảng 600-700m2 với đủ bộ sân khấu. Trong tòa nhà có nhiều phòng như thư viện, nhà hát, phòng ngủ theo phong cách hoàng gia.
Tòa lâu đài này thuộc về ông Đỗ Xuân Tiến, một doanh nhân ở Ninh Bình trong lĩnh vực sản xuất xi măng, được khởi công xây dựng từ năm 2016, nằm trên quốc lộ 1A, Ninh Bình. Tòa lâu đài này có tên là Thành Thắng, đặt theo tên ghép của hai người con trai vị đại gia. Trước đây là một vùng trũng, được gia chủ mua lại, tổng công trình được vị đại gia đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Nhiều chi tiết của tòa nhà thể hiện sự quyền uy như trần giáp vàng. Để hoàn thành công trình lớn này, nhiều kiến trúc sư, kỹ sư nổi tiếng đã miệt mài làm việc không kể ngày đêm trong suốt 3 năm. Thưa quý vị, Bát Tràng House là một ngôi nhà nằm trong làng nghề truyền thống nổi tiếng ở ngoại thành Hà Nội, ở ngã ba vô cùng sầm uất với những ngôi nhà san sát nhau và hầu như không có không gian cho thiên nhiên. Với diện tích là 740 m², kiến trúc sư đã có những giải pháp tận dụng mọi khoảng không gian xen kẽ để tăng sự tương tác giữa con người và thiên nhiên. Nhà Bát Tràng được thiết kế dựa trên những ước mơ và niềm hy vọng của chủ nhà về một ngôi nhà, nơi mà tận dụng mọi khoảng không gian xen kẽ giữa các khối chức năng để thiên nhiên được hòa nhập và hiện diện trong sinh hoạt hàng ngày. Không gian nội thất bên trong được thiết kế thoáng đãng với những ô kính lớn, có thể bắt trọn được thiên nhiên, cây xanh được bao phủ xung quanh. Trong bối cảnh truyền thống của Bát Tràng, dự án dùng gốm làm vật liệu chính, toàn bộ hệ tường mặt ngoài được xây hoàn toàn bằng gạch gốm với những kích thước được đặt riêng tạo thành một khối gốm khổng lồ trong lòng Bát Tràng. Mặt đứng có các nhịp điệu khác nhau như các vị trí cửa sổ, các vị trí lỗ thông gió kết hợp với cây theo trục đứng bên trong tạo nên điểm nhấn xanh trong khu vực. Sử dụng vật liệu địa phương tối đa là yếu tố khác mà nhóm thiết kế ưu tiên hàng đầu. Vật liệu gốm có vẻ đẹp và độ bền cao, tạo sức nặng, diện mạo và bề mặt nhưng vẫn mang nét đặc trưng của địa phương và một bản sắc rất Bát Tràng. Tận dụng địa hình là khu vực phía Bắc Việt Nam với nhiều núi non, cảnh đẹp, các kiến trúc sư đã sáng tạo ra một nhà hàng làm từ tre, một vật liệu mang tính biểu tượng cho bản sắc dân tộc nơi đây. Thiết kế này đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của du khách. Công trình là tổ hợp gồm 8 hạng mục kết hợp với nhau trong một không gian rộng khoảng 14.000 m², bao gồm nhà hàng, khách sạn và các hạng mục đi kèm. Với yêu cầu trở thành công trình mang đậm tính địa phương, sử dụng nguyên vật liệu tại chỗ và tiết kiệm chi phí, nhà hàng xây dựng với hai chất liệu chủ yếu là tre luồng và đá chẻ. Đá chẻ cắt lớp thành mỏng, không đồng màu và đồng cỡ, thông thường được người dân xếp chồng lên nhau một cách khéo léo để làm tường rào hoặc tiểu cảnh. Không gian bên trong là những chuỗi cọc tre được dựng cao, bao quanh bởi tường đá, mang lại cảm giác thoáng mát và dễ chịu. Những cọng tre đã qua xử lý ngâm bùn và hun khói, do vậy nó sẽ được bảo vệ khỏi mối mọt, sâu, bướm qua thời gian. Ngoài ra có thiết kế nhiều giếng trời bên trên mái giúp ánh sáng tràn ngập khắp không gian. Một điều đặc biệt và lôi cuốn đó chính là thiết kế tiểu cảnh xung quanh nhà, bao gồm hệ thống hồ nước và hàng trăm gốc đào, một trong những loài hoa tượng trưng tại đây. Trần cao thoáng và cách lấy ánh sáng từ những ô hứng sáng độc đáo mang lại không gian choáng ngợp của công trình. Kết hợp với nội thất màu vàng cùng đèn chùm mang đến cảm giác ấm áp cho nhà hàng miền núi vốn luôn được phủ trong thời tiết se lạnh. Việc sử dụng vật liệu tre để xây dựng lên nhà hàng Sơn La đã mang lại một không gian không chỉ mới lạ, độc đáo mà còn tạo cảm giác gần gũi, quen thuộc với con người Việt Nam.
giới đã nỗ lực không ngừng tìm hiểu, xây dựng, nghiên cứu, đưa ra giải pháp và cho ra đời dòng bánh lạnh theo công nghệ Nhật Bản. Sử dụng công nghệ làm lạnh nhanh IQF cho hàng dùng từ 12 đến 16 tháng. Tiết kiệm tối đa chi phí, tăng khả năng vận chuyển trên toàn quốc. Giá cạnh tranh so với thị trường. Chất lượng, hương vị độc bộ cho tất cả sản phẩm. Khả năng cung cấp số lượng lớn. Đa dạng sản phẩm và dễ sử dụng. Chúng tôi tự hào tìm được và giữ được hương vị bánh theo tiêu chuẩn công nghệ Nhật Bản, trao giải pháp hữu ích đến doanh nghiệp. Kishin, giải pháp hoàn hảo cho khó khăn của bạn. Thưa quý vị, căn hộ chung cư đang dần là sự lựa chọn của số đông các gia đình trẻ hiện nay, khi vừa phù hợp với kinh tế nhưng vẫn đảm bảo được sự tiện nghi và đáp ứng đầy đủ nhu cầu sử dụng. Khi ấy, việc thiết kế nội thất cho chung cư trở thành yếu tố quan trọng cho dù diện tích rộng hay hẹp. Trong phần tiếp theo, Không Gian Cộng sẽ gợi ý cho bạn một thiết kế chung cư cơ bản nhất và phổ biến hiện nay. You are just like one spring day 설레임을 주는 걸 언젠가부터였을까 기다림의 끝 OK, thưa các bạn, thì tôi đã đến cái căn phòng A6.17 và sẽ review, sẽ giới thiệu với anh chị về cái căn chung cư này. Ở bên trong cái căn hộ chung cư này thì tôi quay lại cho các anh chị xem với hai mục đích. Mục đích thứ nhất là tôi muốn truyền tải đến các anh chị, đó là đơn vị chúng tôi vừa mới hoàn thiện về phần nội thất cho căn nhà này. Phần thứ hai mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị đó chính là căn nhà này thì hiện tại là gia chủ cũng đang có hai nhu cầu. Một đó là nhu cầu cho thuê căn hộ này và hai là nhu cầu bán căn hộ này. Cho nên anh chị nào mà có quan tâm về vấn đề mua căn hộ hay là muốn thuê căn hộ thì anh chị có thể liên hệ với tôi để tôi sẽ dẫn anh chị xem tham quan trực tiếp căn hộ này. Đúng không ạ? Và xin mời anh chị, chúng ta sẽ vào bên trong. Thì căn hộ chung cư mà thưa các anh chị thì nó cũng giống như nhiều căn hộ khác. Thì chung cư Colic Riverside này thì nó có diện tích trung bình là từ 49m2 cho đến 72m2. Thì căn hộ này nó thuộc dạng mà căn hộ tầm trung ở trong cái tòa chung cư ở đây. Thì sẽ có là hai phòng ngủ. Và hai phòng ngủ thì đương nhiên là chúng ta sẽ có phòng khách và phòng bếp, nó sẽ được riêng biệt. Không gian đầu tiên mà tôi muốn giới thiệu với các anh chị đó là cái khu vực phòng khách ở đây. Thì như quý anh chị đang thấy thì phòng khách đã được bên đơn vị là tôi là design lại toàn bộ cái nội thất ở phía bên trong. Thì cũng chia sẻ từng hạng mục một với các anh chị, giống như là những cái video khác mà Phong đã từng quay cho các anh chị xem. Thì bên đây là mình trang trí về một cái bộ sofa và đặc biệt thì ở trên tường này được đổi màu đi. Thay vì là để những cái tông màu trắng đơn thuần thì mình đã thay đổi bằng giấy dán tường với một cái màu nó hơi lâu một chút, thì nó tạo cho cảm giác là căn nhà nó sẽ ấm cúng hơn so với việc là mình để những cái tông màu trắng. Và cái căn hộ chung cư mà tôi đang đứng ở đây thì nó có một cái rất là thú vị, đó là nó có view nô góc hai mặt tiền. Cho nên là bên này mình sẽ có một cái cửa rất là lớn. Đó. Và cái cửa này thì sẽ dẫn ra một cái ban công. Đấy, thì mình sẽ mời anh chị chúng ta sẽ tham quan cái ban công này trước một tí để thấy được rằng là cái khoang cảnh nhìn từ trên cao của cái khu vực chung cư này. Đó. Đấy, khi mà chúng ta đi ra ngoài ban công này thì chúng ta sẽ thấy được là toàn cảnh thành phố Hồ Chí Minh từ trên cao. Như vậy, điểm cộng đầu tiên cho cái căn hộ chung cư này đó chính là khi mà anh chị sống ở trong căn hộ này thì chúng ta sẽ có một cái view tầm nhìn về phía toàn cảnh thành phố. Đó là cái việc đầu tiên. Việc thứ hai nữa thì ngay kế bên chung cư đây và phía dưới chung cư đây thì chúng ta có con đường đi bộ ven sông. Cho nên là đó cũng là một cái lợi thế của cái căn hộ chung cư này. Đúng không ạ? Và một điểm thứ ba nữa đó là chúng ta có cái ban công rất là bự hơn so với những căn hộ khác ở trong cùng phân khúc trong cái hệ thống tòa nhà chung cư ở đây. Đó chính là ba cái lợi mà tôi muốn chia sẻ với các anh chị. Vậy bây giờ chúng ta sẽ quay lại bên trong để xem là căn hộ chung cư này thì đã được chuẩn bị những cái gì rồi. Thì từ góc đó anh chị có thể thấy rằng là phòng khách kế bên và cái ban công, và phía bên kia thì chúng ta sẽ có khu vực bếp. Thì như quý vị thấy rằng là
ở bên tường bên tay trái này của tôi này thì là cái kệ tủ tivi, thì ngoài việc là để một cái bức tường đơn điệu thì cũng sử dụng là giấy dán tường để sử dụng cho cái bức tường ở bên này, và tivi đã được trang bị này, rồi tủ tivi với rất là nhiều những cái ngăn kéo ở dưới này, anh chị có thể để được rất là nhiều những đồ dùng ở trong trong gia đình nhà mình. Rồi kế bên đây thì mình cũng có những cái chiếc tủ khác, thì ngoài cái công năng là có thể để những cái vật dụng trong gia đình thì nếu cần thiết thì anh chị có thể để cả quần áo ở những cái tủ phía ngoài này, cũng cũng rất là thuận tiện, cũng rất là ok đúng không ạ? Và một cái không gian tuyệt vời nữa mà mình muốn giới thiệu với các anh chị thì ngay đây là đã có một cái khu vực bếp, nó đã đầy đủ tất tần tật về tất cả mọi thứ. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có bàn ăn, rồi khu vực nấu bếp thì nó cũng giống như nhiều những cái căn nhà phố mà em Phong đã từng quay cho các chị xem, thì sẽ có tủ bếp trên, tủ bếp dưới, và gia chủ căn hộ chung cư này rất là chịu chơi, kể cả là chén đĩa bát nồi niêu xoong chảo là đều đầy đủ hết, là mới tinh 100%. Đó. Đó, rất là nhiều những cái ngăn tủ anh chị nhé. Và phía dưới này thì chúng ta sẽ có cái khay để nước nó sẽ chảy thẳng xuống dưới này. Còn bên đây ấy, thì mình sẽ có một cái máy hút mùi để khi mà mình nấu ăn thì cái mùi thức ăn, mùi đồ ăn nó sẽ không có bị đọng lại trong nhà mình. À, dưới này thì đã có sẵn là bếp từ luôn rồi, và đây có nồi vi sóng. Có một thú vị nữa là cái ban công của cái chung cư này nó còn thông sang bên này của cái khu vực bếp này, cho nên là khi nấu ăn mình có thể mở cái cửa này ra một chút để mình lấy thoáng cho cái khu vực bếp nhà mình. Thì cái cửa này nó sẽ dẫn ra một cái ban công, thì cái ban công này sẽ sử dụng là để khu vực làm chỗ để máy máy giặt, rồi máy 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 cục nóng của máy điều hòa đấy ạ. Có sẵn cả tủ lạnh đó. Và khu vực cửa đi vào đây thì như anh chị thấy là cái khu vực cửa đi vào này ấy, nó căn nhà này thì đã được trang bị thêm một cái tủ để giày dép ở ngay vị trí ở đây đó, tủ để giày dép thì chúng ta sẽ để được rất là nhiều giày dép ở trong những cái ngăn đồ này, rất là rộng anh chị nhé. Cái thú vị nữa là trên cái tủ này còn trang trí thêm cái gương nữa, cho nên là trước khi mà chúng ta đi ra ngoài chúng ta lấy giày, dù là có quên trang điểm đi chăng nữa thì mình vẫn có một cái gương ở đây thì mình vẫn nhìn được là của bữa nay tôi đã trang điểm rồi đúng không ạ? Đó rồi, vậy là hết cái khu vực gọi là chung của gia đình, đó là phòng khách, phòng bếp và hai cái ban công. Thì sau lưng này của tôi thì sẽ có hai phòng ngủ và hai nhà vệ sinh. Xin mời anh chị. Đầu tiên thì mình cũng muốn chia sẻ với anh chị về cái không gian bên này luôn, đó chính là một cái nhà vệ sinh. Nhà vệ sinh này thì sẽ là nhà vệ sinh sử dụng chung cho toàn bộ cái căn hộ này. Thì như quý anh chị thấy là nó sẽ được liền kề giữa phòng khách, phòng bếp và cái sảnh hành lang để đi vào các phòng ngủ phía trong. Rồi xin mời anh chị chúng ta sẽ vào đây. Ở bên trong cái nhà vệ sinh này thì cũng được trang bị đầy đủ, ví dụ như là có vách tắm đứng này, có khu vực tắm riêng ở phía trong này, và có lavabo, có vệ sĩ đầy đủ này. Gạch người ta cũng ốp hết vòng lên trên này rất là cao, rất là đẹp thưa các anh chị. Đó là cái khu vực đầu tiên, đó là cái khu vực vệ sinh của căn nhà. Và ngay góc này chúng ta sẽ có hai cái cửa, một cái cửa sang một cái phòng ngủ nhỏ ở đây, và phía sau này mình sẽ có một cái phòng master là nằm ở ngay vị trí này. Thì mình sẽ phòng vòng vào đây tham quan phòng ngủ nhỏ trước nhé. When you ring my Valentine, sunny day evening, my dream come true. 행복한 너 그리고 나 우릴 비추고 With you by my side, 멈춘 시간 속 서로가 Trong cái phòng ngủ nhỏ này thì cũng đã được bài trí đầy đủ tất tần tật về mọi thứ. Thì như quý anh chị đang thấy là chúng ta có giường, chăn ga, gối nệm đầy đủ. Ở phía bên đây thì mình có bàn trang điểm, có tủ quần áo. Thì như cái phòng này ấy, nó có diện tích là 11 mét vuông là cái phòng này. Đó. Rồi, từ góc đó thì quý anh chị sẽ nhìn qua khu vực giường ngủ. Trên tường thì cũng đã được trang trí, ví dụ như là một cái bức tranh chiều tượng ở đây, trông khá là thú vị và rất là dễ thương. Và trên tường đây thì cũng được thay đổi đi bằng giấy dán tường. Và đây, như cái góc này thì quý anh chị sẽ thấy được là cái bàn trang điểm mà hồi nãy tụi mình có nhắc đến, nó là cái bàn trang điểm dành cho cái phòng ngủ này. Đó. Rồi phía đằng sau này mình sẽ có một cái tủ quần áo ở đây. Như quý anh chị sẽ thấy tủ quần áo là được trang bị ở bên này.
là cái tủ 3 cánh. Đó. Rồi phía bên đây mình sẽ có thêm một cái tủ 2 cánh nữa để có thể xếp được rất là nhiều quần áo ở bên trong cái phòng này. Tivi cũng được chuẩn bị luôn rồi anh chị nhé. Và phòng này cũng có một cái view cửa sổ ra cái ban công phía bên này, cho nên là tầm nhìn của cái căn hộ chung cư này, một cái căn hộ nằm ở một cái lô góc rất là gọi là view nó thôi rồi luôn. Đó. Đó là từ cái phòng ngủ mình bước ra thì sẽ ra ban công, một là sẽ dẫn ra phòng khách, phòng bếp ở phía trước, hai là chúng ta sẽ vào phòng ngủ phía bên này. Bây giờ xin mời các anh chị chúng ta sẽ tham quan cái phòng ngủ master trong cái căn hộ chung cư Colic Riverside này, đúng không ạ? Đây thưa các anh chị, đây là căn phòng master của căn hộ chung cư này. Thì xin giới thiệu với các anh chị thì về diện tích thì của cái căn phòng này ấy, nó có diện tích là 12 mét vuông sử dụng trong khu vực phòng ngủ này. Và chúng ta sẽ có thêm một cái phòng vệ sinh riêng ở bên trong cái phòng ngủ này. Đấy, tức là phòng vệ sinh để sử dụng riêng ở bên trong này. Cho nên là nó đủ tiêu chuẩn để sử dụng làm một cái phòng master. Thì cái nhà vệ sinh bên trong kia nó còn lớn hơn cả cái nhà vệ sinh ở bên khu vực phòng khách và khu vực sử dụng chung. Ban quản lý cũng như là nhà đầu tư của khu chung cư Colic này, người ta rất là đề cao cái chủ nhân của những căn hộ ở trong mỗi một là căn hộ ở đây, cho nên là họ chuẩn bị một cái phòng master, mong mình cảm thấy rằng là nó rất là tuyệt vời và nó khá là phù hợp để cho một hộ gia đình về đây sinh sống. Ví dụ như hai vợ chồng ở bên này và con cái sẽ ở bên phòng bên cạnh, thì anh chị nào mà đang ở những phương xa mà chúng ta đang cần một nơi để định cư thì anh chị có thể nghiên cứu đến việc một là thuê những cái căn hộ như thế này để chúng ta ở. Thì giá thuê ở đây, những cái căn hộ mà nó chưa có những nội thất full kín hết như căn nhà này, như căn hộ này, thì nó đang dao động trung bình là từ 7 cho đến 9 triệu một căn. Nhưng mà căn hộ này thì thứ nhất là nhắc lại với anh chị là nó lại nằm ở lô góc, ban công rất là rộng, view rất là đẹp, mà nội thất thì lại đầy đủ rồi. Tổng cộng là có 3 cái tivi, một cái máy lạnh, xem nào, rồi 3 cái máy lạnh chứ, phòng này cái, phòng kia cái, phòng kia cái, 3 cái máy lạnh, 3 cái tivi, một cái tủ lạnh, đó, máy giặt đầy đủ rồi. Cho nên là cái căn hộ này anh chị nào mà chúng ta mua hoặc là chúng ta thuê thì cũng rất là tuyệt vời. Như ở đây ấy, bình thường như anh chị thấy những căn hộ khác ấy, thì người ta sẽ để trống trơn hết. Nhưng mà em đã đi vào hai phòng ngủ thì anh chị đều thấy là hai phòng ngủ này đều trang trí. Ví dụ giấy dán tường, những bức tranh, rồi nội thất bên trong này, giường này, bàn trang điểm này, tủ quần áo này đầy đủ này. Đó, tất là tật đầy đủ hết. Và phía bên đây, tivi, rồi kệ tivi. Đó, và phía trên kia là điều hòa sáp. Đấy. Inverter, tất cả đều rất là tiết kiệm nhiên liệu. Rồi, còn một cái hạng mục cuối cùng đó chính là cái nhà vệ sinh riêng ở bên trong cái khu căn hộ này, thì xin mời anh chị chúng ta sẽ cùng tham quan luôn. Ở bên trong này thì thưa các anh chị là nó cũng giống như là những nhà vệ sinh khác thôi, cũng có vệ sĩ, rồi lavabo đấy, rồi một cái phòng tắm riêng ở bên trong này. Đấy. Có rất là nhiều anh chị là thích những cái nhà mà chúng ta có những cái phòng tắm riêng như vậy, thì khi mà anh chị tắm thì nó sẽ được riêng tư, rồi nó sẽ sạch sẽ và nó không có làm ướt ra cái lền ở khu vực bên ngoài. Đấy, cái tủ lavabo đây người ta cũng đóng những cái tủ ở phía dưới. Đó. Thì toàn bộ cái gói nội thất mà em trang bị cho cái căn hộ chung cư này là 350 triệu, bao gồm luôn cả tivi, máy giặt, điều hòa, bếp, rồi này, tất cả thật mọi thứ là khi mà bàn giao xong, chủ đầu tư bàn giao xong thì em đã trang bị lại toàn bộ căn hộ chung cư này hết hơn 300 triệu. Đó. Rồi, lời cuối cùng thì cảm ơn anh chị đã xem video của em Phong và xin hẹn gặp lại các anh chị trong những cái video lần sau. Và xin chào, hẹn gặp lại các anh chị ạ. Thiết kế nội thất năm 2020 đang giành được sự quan tâm của nhiều người. Bên cạnh ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, tầm quan trọng của ngành này đang được nâng dần theo cấp số nhân vì căn nhà đã trở thành nơi làm việc, phòng học tập và rèn luyện sức khỏe của các thành viên trong gia đình. Do đó, việc thay đổi nội thất cũng như nâng cấp mọi thứ trong nhà là điều rất cần thiết.
ngay cả khi trở lại với cuộc sống bình thường, đại dịch vẫn có tác động lớn đến cuộc sống mọi người trong thời gian tới. Do vậy, dù muốn hay không, COVID-19 vẫn sẽ tiếp tục ảnh hưởng tới ngôi nhà và cách bài trí nội thất trong suốt năm 2021. Thứ nhất, yếu tố ngoại cảnh. Xu hướng nổi bật nhất của năm 2021 chính là sự ảnh hưởng của thiên nhiên và yếu tố ngoại cảnh đến thiết kế nội thất. Những đồ trang trí phù hợp riêng với không gian trong nhà hoặc ngoài trời sẽ phổ biến trong một năm tới. Điển hình như nội thất bằng mây, liễu hay vải gai luôn giữ được nét cổ điển, luôn xuất hiện từ không gian truyền thống cho tới hiện đại. Thứ hai, chi tiết đường cong tinh tế. Sự trỗi dậy mạnh mẽ của những chiếc sofa hay ghế dáng cong vào giữa năm 2020 đã tạo thêm sự cuốn hút cho phòng khách hay thậm chí là văn phòng tại nhà. Hơn nữa, các mảng tường cong hiện đại cũng giúp căn phòng trở nên mềm mại mà vẫn duy trì được sự tinh tế. Thứ ba, sắc xanh lá sống động. Nội thất và phụ kiện trang trí mang sắc xanh lục đang trở nên phổ biến vào năm 2021. Đây là một màu sắc đa dạng về sắc độ, lấy cảm hứng từ dòng suối sâu hay màu của những cánh rừng. Sắc xanh lá giúp tô điểm thêm không gian trong nhà để mong cầu những điều tích cực trong cuộc sống. Thứ tư, những bức tường ấn tượng. Xu hướng tường ấn tượng đang dần quay lại như một tuyên ngôn về thiết kế nội thất 2021. Dù là giấy dán tường 3D, tấm gỗ lớn hay thạch cao trang trí, hầu như sẽ mang đến cảm giác chân thật và sự năng động cho căn phòng. Bên cạnh đó, đây cũng là một lựa chọn với giá cả phải chăng, đem lại sự sống động đầy tính nghệ thuật độc đáo. Thứ năm, sử dụng chất liệu đá. Từ mặt bàn, trần nhà hay các đảo bếp được sử dụng vật liệu đá nguyên khối đang dần chiếm ưu thế. Những lựa chọn này vô cùng thông minh và rất khó để lỗi mốt. Xu hướng này đang được bổ sung với việc sử dụng những bức tranh ghép đầy màu sắc bằng gạch và đá trộn lẫn nhau. Thứ sáu, sự quay lại của thiết kế truyền thống. Phong cách thiết kế truyền thống đang dần quay trở lại và tạo ra những ảnh hưởng không hề nhỏ trong trang trí nội thất. Sử dụng hình ảnh những bông hoa cũng thể hiện mong muốn của mọi người về một năm mới tươi sáng, rực rỡ, hạnh phúc và đầy may mắn. Họa tiết trang trí này sẽ tạo ra vẻ đẹp vượt thời gian, đại diện cho thiên nhiên trong căn nhà bạn. Cuối cùng, chất lượng hơn số lượng. Năm 2021, chất lượng được coi trọng hơn số lượng trong việc lựa chọn đồ nội thất cho căn nhà. Xu hướng này tập trung vào các chi tiết thiết kế, đồ thủ công tinh xảo và các nét chấm phá sang trọng. Những chất liệu đơn giản nhưng mang sự thoải mái như vải lông cừu hay nhung là cách hầu hết chúng ta hy vọng để mô tả năm 2021 của mình. Để hướng đến những giá trị kiến trúc bền vững và sáng tạo nhằm đem lại không gian sống đủ cởi mở và thân thiện ngay cả khi có những đại dịch COVID-19 như hiện nay, thì thay đổi kiến trúc gắn với các điều kiện tự nhiên, đủ ánh sáng, cây xanh và không khí trong lành sẽ giúp chúng ta dễ dàng vượt qua khoảng thời gian dịch bệnh như hiện nay. Vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Không gian cộng ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, cũng như cảm ơn Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng, Thương mại và Phát triển TDI đã đồng hành cùng chương trình. Quý vị hãy đăng ký theo dõi kênh để có thể cập nhật những thông tin cũng như những kiến thức bổ ích. Nếu quý vị còn tư vấn về không gian sống hay có thắc mắc về chương trình, xin vui lòng liên hệ theo số hotline là 08-2346-5555 hoặc địa chỉ email bantap@invest.com.vn. Còn bây giờ, xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình này tuần sau.